Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì inbox sớm qua Zalo bên em nhé. Và các sản phẩm em giới thiệu cho anh chị đều là mức giá tốt nhất luôn, mức giá xả kho cho anh chị nhé. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị là bộ đôi Invicta. Và mã này thì em đang để với mức giá là 1 triệu 3 nhé. Với mã là Y28 bên em. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là Invicta IBI36472 chị ạ. Mà đồng hồ được thiết kế là mặt màu trắng nhé chị nhé, có trải tia sunburst rất là sáng này. Cọc giờ của sản phẩm cũng được thiết kế rất là nạ với hai tông màu trắng và đen. Những cái vạch giờ ở đây thì cũng là màu đen luôn anh chị ạ. Về men rồ cũng được thiết kế khá là ấn tượng nhé. Bên cạnh này được mạ bóng này, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ được bảo vệ rất là chắc chắn này. Dây của đồng hồ được thiết kế là thép đúc nguyên khối và phí ví sản phẩm này thì thiết kế sẽ khá là to và khỏe này. Nó sẽ dành cho những anh em nào có chu vi cổ tay to một chút nhé chị nhé. Mức giá của sản phẩm chỉ là 1 triệu 3 thôi. Đúng chỉnh tại vị trí 3 giờ này. Khóa của nó thì nào hai lớp nhé. Với khóa hai lớp thì rất là chắc chắn rồi, anh chị có thể dễ dàng sử dụng và đảm bảo trong quá trình anh chị hoạt động thì nó sẽ có bảo vệ đồng hồ một cách tốt nhất nhé. Mặt sau của đồng hồ thì đáy kín anh chị ạ. Anh chị có thể quan sát một vài chi tiết như là Japan Movement này. Water Resist là 50 mét nước hay 165 feet. Mã máy của sản phẩm là IBI36472. All Stainless Steel là dây thân viền vỏ thép công gỉ nhé. Logo của Invicta và chữ Invicta mặt sau này. Dây của đồng hồ cũng được thiết kế là thép đúc nguyên khối và ở giữa thì anh thấy là chất thép phay xước nhé. Và anh chị có thể dễ dàng chỉnh dây tại những cái vị trí mũi tên giúp em. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 45,1mm. Bề dày ở đây là 11,1 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Với sản phẩm này thì anh chị thấy thiết kế khá là to. Nên nó sẽ dành cho những anh nam có chu vi cổ tay ít nhất tầm khoảng từ 16,5 trở nên nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Thiết kế rất là to luôn. Được cái sản phẩm này nó cũng không quá dày. Nên là khi anh chị lên tay nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nhé. Mức giá em để chỉ đây là 1 triệu 3 thôi. Cho một mẫu đồng hồ Invicta máy pin nhé. Và mức giá ở đây cũng là mức giá cực kỳ tốt rồi. Mẫu tiếp theo nữa mà em cũng muốn giới thiệu cho anh chị cũng là một mẫu đồng hồ Invicta. Và đây cũng là một mẫu đồng hồ Invicta máy pin. Giá của nó chỉ là nhìn hơn một chút là sản phẩm này thì em đang để mức giá là 1 triệu 4 nhé chị nhé. Với cọc giờ của sản phẩm này là màu xanh dương rất là đẹp. Với mã của sản phẩm ở đây là IBI36457 này. Với mã Y78 bên em mức giá 1 triệu 4 nhé. Và anh nhìn thấy là mặt đồng hồ cũng là mặt màu trắng, có trải chia sunburst này. 12 cọc giờ là 12 cọc giờ màu xanh rất là đẹp luôn. Bộ kim của sản phẩm cũng được thiết kế rất là mới lạ, độc đáo nhé. Sát việc đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây. Và như thế cũng có những cái vạch giờ. Và đây là đều được in màu đen hết anh chị ạ. Một màu sắc rất là ấn tượng luôn. Anh chị có thể dễ dàng khi anh chị nhìn vào màu đen này thì nó sẽ rất là nổi bật nhé. Viền bên rồ được mạ bóng này. Và đường viền bên rồ được thiết kế theo kiểu cắt vát nhiều tầng khác nhau, tạo nên một sản phẩm kế rất là ấn tượng luôn. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Về bên cạnh thì được mạ bóng này, dây được thiết kế là thép đúc nguyên khối và ở giữa thì cũng được mạ một nước bóng làm bắt sáng, cho nên là khi anh chị lên tay thì rất là nổi bật luôn. Đây là khóa của sản phẩm cũng là khóa hai lớp rồi, rất là chắc chắn luôn. Đáy sau của nó thì vẫn là đáy kín nhé anh chị nhé. Anh chị quan sát một vài chi tiết như là logo này, chữ Invicta, All Stainless Steel này, Japan Movement là máy của Nhật. Water Resistant ở đây là 50 mét nước hay là 165 feet, mã máy là IBI36457 nhé. Và em sẽ đo qua size mặt luôn để cho anh chị tham khảo với sản phẩm này luôn. Size ở đây là 44,1mm. Bề dày ở đây là 11,5 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này thì nên chu vi cổ tay 16 của em nó cũng khá là to và dày. Nó cũng sẽ phù hợp với chu vi cổ tay ít nhất tầm khoảng từ 16,5 trở nên là đẹp anh chị ạ. Và anh chị thấy là cọc giờ của sản phẩm được thiết kế màu xanh cực kỳ nổi bật luôn. Nó sẽ rất là bắt sáng luôn. Đặc biệt là với cọc giờ này thì anh chị thấy là cọc giờ nó là màu xanh và hơi bóng một chút nữa. Và mẫu tiếp theo nữa mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ Orion. Và đây là phiên bản Made in Japan nhé, phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật luôn. Mức giá em để ở đây cho anh chị là chỉ là 3 triệu 3 thôi. Với một phiên bản Made in Japan. Và đây là dòng đồng hồ Orionic vạn niên anh chị ạ. Với mã là Y68 bên em. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là RABA0002E00C nhé. Mặt đồng hồ là mặt màu xanh, có trải tia sunburst rất là sáng này, màu xanh lục bảo này. Cọc giờ của sản phẩm thì là những cái cọc kim loại gắn nổi và bên cạnh đấy là cọc này được mạ màu vàng nhé anh chị nhé. Định ngay tại vị trí 3 giờ và trải toàn bộ ô nịch ở trên mặt đồng hồ luôn. Và như thế là một mẫu đồng hồ thiết kế rất là độc đáo và mới lạ luôn. Tại vị trí 9 giờ cũng có logo chữ Orient Automatic này. Về men rồ của sản phẩm được mạ bóng này, bên cạnh cũng được mạ bóng. Dây được thiết kế là thép đúc nguyên khối và mắt của đồng hồ được thiết kế cũng khá là đẹp luôn. Nó thiết kế đều và có sự xen lẫn giữa màu bóng và màu phay xước nhé. Đây là mắt đồng hồ đây anh chị ạ. Và anh chị nên tay với dòng sản phẩm này thường nó sẽ khá là nhẹ nhàng, rất là ôm tay luôn.
Đây là tag made in Japan của sản phẩm này. Khóa thì là khóa bấm rồi, cũng có logo chữ Orient nhé. Đáy sau của dòng này thì là đáy hợp kính, anh chị có thể dễ dàng quan sát này. Bộ máy là F6D22 nhé. Chữ Japan này, logo chữ Orient. Chữ Epson Corp là viết tắt của Seiko Epson Corporation. 22 là 22 chấn kính này, vẫn là bộ máy Epson ở đây này. Stainless steel này. Water resistant đây là 53 là 50 mét nước nhá. Số series của sản phẩm made in Japan anh chị ạ. Đây là mặt sau của dây, cũng là chất thép phay xước rồi. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Với sản phẩm này size mặt cũng rất là đẹp luôn. Size 43,4 mm. Bề dày của sản phẩm là 12,5 nhá. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này thì khi em lên chu vi cổ tay 16 của em rất là đẹp này. Thiết kế khá là ấn tượng luôn. Mức giá rất là tốt cho các anh chị rồi. Anh nhận là sản phẩm này thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em nhé. Một mẫu đồng hồ Invicta, máy automatic, máy của đồng hồ là máy có đầy đủ chức năng nâng cấp tay, chức năng nâng cấp tự động và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé. Kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kính khoáng thôi anh chị ạ. Mẫu tiếp theo nữa mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ máy pin anh chị nhé. Một mẫu đồng hồ máy pin mặt màu đen, lịch ngày của đồng hồ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Kim của sản phẩm này thì nó sẽ không đồng trục, kim dây nó là vị trí 6 giờ nhé, kim giờ kim phút tại vị trí trung tâm. Chữ Orient logo của hãng này, cọc giờ là cọc kim loại gắn nổ trên mặt đồng hồ nhé, cọc kim loại màu trắng. Sát viền đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ thì cũng là vạch màu trắng anh chị ạ. Đây là có chữ Japan và chữ VN58. VN58 là mã máy của sản phẩm, còn Japan là phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật anh chị ạ. Với tag made in Japan của sản phẩm ở đây. Mức giá em để ở đây là 1,9 triệu cho một mẫu đồng hồ máy pin nhé. Với mã là I98 bên em. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là RASP0001B00C anh chị ạ. Thiết kế rất là đẹp nhé. Mắt của đồng hồ cũng được thiết kế là thép đúc nguyên khối này, khá là dày nữa. Chất thép phay xước anh chị ạ. Khóa thì là khóa bấm rồi, cũng có chữ Orient và logo nhé. Đáy sau của dòng này thì là đáy kín anh chị ạ. Anh chị quan sát một vài chi tiết như là tem của Orient, logo, chữ Orient này, water resistant là 53 này, stainless steel và VN58 là mã máy này, số series và made in Japan, có chữ Epson ở đây. Đây là mặt sau của dây. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị xem luôn. Size ở đây là 38,7 mm. Bề dày ở đây là 9,7 mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16. Mã này khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì đẹp rồi. Nó sẽ phù hợp với chu vi cổ tay chỉ tầm khoảng từ 16,5 trở xuống nhé anh chị nhé. Anh thấy này, chu vi cổ tay 16 của em rất là đẹp luôn. Mặt đồng hồ là mặt màu đen, nên khi chị nhìn vào thì anh chị sẽ cho cảm giác nó sẽ hơi nhỏ một chút nhé. Máy của đồng hồ là máy pin anh chị ạ. Mức giá chỉ là 1,9 triệu thôi. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ T-Shock. Và đây là phiên bản mẫu đồng hồ T-Shock nữ anh chị ạ. Mức giá em để ở đây cho anh chị có mức giá rất là tốt luôn. Mức giá sale xả kho chỉ là 3,8 triệu thôi anh chị ạ. Với mã là I88 bên em nhé. Với mã của sản phẩm ở đây là T035.246.16.11100 nhé. Và đây cũng là phiên bản được lắp ráp ở Thụy Sĩ anh chị ạ. Chống nước của sản phẩm thì là 13 này. Chất liệu dây viền vỏ là thép không gỉ nhé. Mặt đồng hồ cũng được thiết kế rất là đẹp luôn, với kiểu dáng mặt đồng hồ khảm trai này. Cũng có chữ T-Shock 1853 tại vị trí 12 giờ. Cọc giờ cũng là cọc kim loại gắn nổi trên mặt đồng hồ nhé. Kim của sản phẩm thì ở đây chỉ có 2 kim thôi. Bên cạnh đấy thì anh chị chú ý giúp em nữa là nó sẽ hiển thị giờ tại vị trí dưới này nhé chị nhé. Đó, anh chị ơi thấy là nó đang hiển thị giờ tại vị trí dưới này rồi. Chữ Swissmade tại vị trí 6 giờ này. Và với cái cách chỉnh của sản phẩm này thì nó sẽ hơi khác một chút. Nên là khi anh chị dùng sản phẩm này thì anh chị chú ý giúp em nhé. Viền bên rồ của sản phẩm thì được mạ bóng này. Viền bên cạnh thì thiết kế là mạ bóng và mạ phay xước. Dây được thiết kế là dây da màu trắng rất là đẹp. Dây da bò và vân cá sấu này. Khóa là khóa bướm để chống cặp dây rồi. Đáy sau của nó thì là đáy kín nhé chị nhé. Anh chị quan sát các chi tiết như là stainless steel là viền vỏ thép không gỉ này. T-Shock 1853 này. Kính của nó là phiên bản kính sapphire nữa. Chống nước của nó ở đây thì là 13 hay là 100 mét nước nhé. Size dây ở đây là 18-16 anh chị ạ. Chữ T-Shock 1853 này. Đây là mã dây của sản phẩm nhé. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 34,1 mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 11 mm nhé chị nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì rất là đẹp rồi. Nó sẽ phù hợp với chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở xuống anh chị ạ. Thiết kế rất là ấn tượng luôn nhé anh chị nhé. Đặc biệt là với kiểu dáng dây của đồng hồ này thì anh chị thấy là nó thiết kế theo kiểu dáng vòm. Nên là khi anh chị lên tay thì nó sẽ rất là ôm tay luôn anh chị ạ. Mức giá rất là tốt luôn. Và anh chị chú ý qua một chút giúp em nhé, là cách chỉnh của đồng hồ này nó sẽ hơi khác. Và em sẽ chỉnh giờ luôn cho anh chị nhé. Để khi tới nơi thì anh chị chỉ việc dùng thôi, để cho nó dễ dàng hơn rất là nhiều nhé.
Một mẫu đồng hồ T-Shock máy pin, mặt đồng hồ là mặt khảm trai, mức giá là 3 triệu 8 nhé. Em đang để cho anh chị mức giá cực kỳ tốt luôn anh chị ạ. Dây của đồng hồ là dây da bò anh chị nhé. Kính sapphire nữa. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ bên em đang sẵn hàng và em đang để mức giá rất là tốt luôn. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì inbox sớm qua Zalo bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.